in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Phước Sửu. Tôi tên là Huy Đô. Và mình là Quyên Lê. Dạ. Hiện tại chúng tôi đang đứng tại công viên 36 hectare của Vinhome Grand Park ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được gặp cả nhà ngày hôm nay. Và hiện tại là team ERA mình đang đứng tại vị trí là công viên 36 hectare, cũng gọi là công viên ánh sáng của dự án Vinhome Grand Park quận 9. Và như cả nhà cũng thấy đó, và đây là những cái hình ảnh về công viên 36 hectare. Đây là khu đô thị lớn nhất của khu Đông và cũng là một trong những công viên lớn nhất của khu vực Đông Nam Á. Tổng diện tích dự án này bao nhiêu hectare chị? Tổng diện tích của dự án là gần 300 hectare, chính xác của nó là 271 hectare. Và riêng cái công viên mà riêng công viên ánh sáng này thì là 36 hectare quý vị ạ. Theo như mình biết thì dự án này có cái mật độ xây dựng rất là thấp, đó là bao nhiêu phần trăm đó chị? Mật độ xây dựng chỉ tầm khoảng là 35% thôi, cái mảng xanh nó rất là lớn. Và đây là một cái dự án mà nhiều nhà đầu tư cũng như là các anh chị mà có nhu cầu sống ở thành phố xanh thì sẽ chọn cái dự án như vậy để mua. Chị Quyên Lê có thể nói là hiện tại thì chủ đầu tư đang bán phân khu nào? Hiện tại thì bên chủ đầu tư đang bán phân khu Origami. Origami có nghĩa là gì? Origami có nghĩa là hạt giấy. Thì chính vì cái tên thôi là cả nhà cũng biết là nó sẽ có cái gì đó nghiêng về Nhật. Và đây là cái phân khu có kết hợp với bên nhà đầu tư là bên phía Nhật. Bởi vậy là những cái công viên nội khu của Origami sẽ là những cái công viên có cá koi, có những cái hồ cá koi và thiết kế của Nhật ạ. Hiện tại chủ đầu tư bán bao nhiêu căn hộ ở đây chị? Hiện tại thì những cái phân khu mà đã mở bán và đã có một cái phân khu đã bàn giao, đó là phân khu Rainbow. Rainbow thì cách đây 2 năm bên chủ đầu tư đã bán sạch là 10.000 căn hộ và bây giờ là đã có rất là nhiều quý cư dân là ở đã hình thành và bây giờ là đang ở tại Rainbow. Và cái phân khu mà hiện tại chủ đầu tư đang mở bán là phân khu Origami. Phân khu Origami thì bây giờ là đang có chính sách rất là tốt, chỉ tầm là 15%. Thì quý cư dân và quý anh chị có thể là nhận được nhà rồi. Và ngân hàng có thể là ân hạn lại gốc trong vòng 2 năm. Chính sách thanh toán tốt quá ha chị ha. Phải hỗ trợ tài chính quá là tốt. Chị cho em hỏi nữa là nếu quý anh chị, quý vị mà muốn đầu tư vào phân khu Origami á, thì cái phân khu này ngoài cái tiện ích gọi là thiết kế thì khu vực này còn có những cái tiện ích nào tốt cho cư dân ấy? Vì sao quý cư dân với là các nhà đầu tư chọn Origami là vì cái vị trí Origami thì nó sẽ rất là gần cái công viên 36 hectare là thứ nhất. Thứ hai, thiết kế của Origami có cái phong cách theo style của Nhật nên có cái sự khác biệt so với là phân khu Rainbow. Thứ ba là phân khu Origami có chính sách thanh toán rất là ưu đãi cho khách hàng, chỉ cần là 15% thôi là quý nhà đầu tư có thể là nhận nhà và cho thuê được rồi. Chị ở đây các loại căn hộ như thế nào chị, và giá tiền chị chia sẻ? Đối với dự án Vinhome Grand Park quận 9 thì sẽ có rất là nhiều diện tích. Nhỏ nhất đó là studio thì tầm trong khoảng là từ 27m² đến tầm trong khoảng là 35m², còn một phòng ngủ thì tầm trong khoảng là 45m², còn hai phòng ngủ thì tầm trong khoảng là 59 đến 69m².
Đó, thì cũng tùy vào cái diện tích nó sẽ lớn hơn khi cái căn hộ nó sẽ có nhiều phòng hơn. À dạ. Rồi chị em nghe nói ở đây đang bán cả Manhattan nữa hả chị? À đúng rồi. Vừa rồi khách hàng của mình mới vừa nhận bàn giao cái căn shop house thương mại, cũng gọi là nhà phố thương mại, thì căn đó thì cũng mua giai đoạn đầu tầm trong khoảng là 14 tỷ thôi, mà bây giờ tỷ suất lợi nhuận đã tăng đến mấy chục phần trăm rồi. Và đó là những cái căn mà được bàn giao sớm nhất và khách hàng mình vừa rồi đã nhận bàn giao. Cái phân khu này thì rất là đẹp. Cảm ơn chia sẻ của chị. Quý vị mà có ý định mà đầu tư mua căn hộ tại dự án Vinhome Grand Park quận 9 thì vui lòng xin liên hệ với số hotline 0909 477 288. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.